សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការលុបនៅជីមែលអខោនឬអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅទម្រង់បែបនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើដាក់នៅជីមែលរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្លីកលីងដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅខាងក្រោមដោយចុចលីងនៅខាងក្រោមទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកកាន់នៅផ្ទាំងមួយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះនេះគឺត្រូវការបំពេញជីមែលចុចនិចតទៅមកគឺវា
thưa ca sign in cứ vi thưa ca rót mà can đại gmail là dùng thưa ca lục vi chân nhá tập luyện mềm nóng nè tổ cái này tổng cái này mà nơi khan đấy giờ bị setting tổ máu giờ setting mỗi một đoạn tiết sẽ lại là setting đường máu vì nó chỉnh tiền bản này nè tổ cái này cái này nhà đầu mở bị thả account and import chất lượng viên ở máu cái tổ máu này tổ cái này khởi tiền mỗi này nè tổ cái này rồi bị thả other google account setting nhé hỏi thuộc cả chọn viên đồng máu viên đồng lên tất cả tất cả phép mùi tiết đây là tổng này bạn khởi nơi tầm rộng bài này kêu viên mình thuộc cứ viên thuộc cả update mấy nè tổng xong thuộc cả chọn nhờ delete your account switch chọn viên nhầm mùi máu tốt máu này tôi học nên ông khơi mình phí delete product mới hay nông delete google account này đợt ta delete product cứ viết mình ấy như thế cứ dùng ở chỗ delete google account này đợt ta đi máu xong rồi chạm thích nói xa tại internet về mình là cái dịch nhà một tích nó bên này nó đọc nền vừa ca tôi lại chẳng hỏi scroll vừa ca scroll máu cái tốt màu vừa ca tôi lại nơi bỏ pi đồng máu tôi lại bị hỏi delete bên này thay dương vừa ca delete nơi account gmail là dương vừa ca delete nằm nè đôi nhà tôi học nền bàn khơi hỏi cứ dùng thuộc cả lúc nào account chỉ mới bao giờ bạn nó rủi ro hao ấy cứ viết lên miền google tiền hao cứ dùng bạn thuộc cả lúc hao video này cứ miền tai phần năng đại này nó nhận họ như ampi cả lúc này chỉ mới account bao giờ thì họ còn sắp làm cả tôi xin là video này xong thuộc cả cho subscribe like hay nó share video này đăng bấy từ tụi bạn là video thay mới này chụp này đăng click click bàn thay thì xong họ còn chụp cái này là video cái nào